Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 15 tháng 11, đại diện cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến cho rằng, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Vì vậy, đề nghị cân nhắc về tên gọi của luật, đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ thành thẻ căn cước. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng, giúp cho nhà nước quản lý chặt chẽ các đối tượng, hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ông Lê Tấn Tới cho biết thêm, thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, chống lại việc làm giả thẻ. Khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chip điện tử, phải được sự đồng ý của chủ thẻ thông qua phương thức xác thực vân tay, khuôn mặt để được quyền truy cập và truy xuất dữ liệu. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác giải trình, tiếp thu, thể hiện sự thận trọng, cầu thị của các cơ quan hữu quan. Dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua. Sáng ngày 15 tháng 11, mưa lớn thượng nguồn nên các hồ chứa tại Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tiết xả lũ về hạ du với lưu lượng rất lớn, khiến thành phố Huế và các huyện thị vùng ven tiếp tục ngập sâu trong lũ. Cùng với quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập từ 0,3 đến 0,35m khiến giao thông đi lại khó khăn. Hàng trăm tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn liên xã và các trục đường nội đô ở thành phố Huế đều ngập sâu. Các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thành phố Huế phải di dời khẩn cấp 551 người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng vũ trang đang được huy động tối đa, phối hợp cùng chính quyền các địa phương, khẩn trương giúp dân ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Sáng cùng ngày 15 tháng 11, Công an phường An Cựu và phường Vĩ Dạ, thành phố Huế đã dùng xuồng máy ứng cứu một số trường hợp khẩn cấp đến bệnh viện. Trong đó, có hai sản phụ trở dạ và một cụ già đi cấp cứu. Sáng ngày 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 14 tháng 11, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắc, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tiến sĩ luật kinh tế. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban dân nguyện nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ông Nhưỡng được biết đến là đại biểu có nhiều phát ngôn chất vấn thẳng thắn, gai góc trước nghị trường Quốc hội, đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân sinh, pháp lý. Ngày 14 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã trả hồ sơ lần hai đối với vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan bị can Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, ngụ tỉnh Vĩnh Long, và bị can Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này. Theo kết luận điều tra trước đó, bà Hàn Ni phát ngôn trên mạng có nội dung liên quan tới thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đang thụ án, đăng trên tài khoản mạng xã hội của bà Hàn Ni vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Bà Hàn Ni khai, do bà Phương Hằng xúc phạm mình. Ông Trần Văn Sĩ cũng có những phát ngôn liên quan tới thông tin cá nhân, đời tư của bà Hằng, và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trong 8 clip đăng trên tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ. Ông Trần Văn Sĩ khai,
do bà Phương Hằng nhục mạ nghệ sĩ, báo chí. Còn ông Huỳnh Uy Dũng thì yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật với bà Hàn Ni, vì ông Dũng cho rằng bà Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông. Bà Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bà Hàn Ni, vì đã đưa ra những nội dung làm nhục, vu khống ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm bông ở miền Trung sang thị trường Trung Quốc bị ách tắc không rõ nguyên nhân từ tháng 8 năm 2023 đến nay. Theo đó, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã liên hệ, tổ chức cuộc làm việc trực tuyến giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan chức năng của Việt Nam để trao đổi về tình hình xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và các cơ quan chức năng của Việt Nam để trao đổi về tình hình xuất khẩu tôm hùm bông sang Trung Quốc, theo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, phía Trung Quốc chỉ cấm nhập khẩu tôm hùm bông khai thác, đánh bắt tự nhiên mà không cấm tôm hùm bông nuôi. Thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm không thay đổi so với trước đây. Đối với cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu phải đăng ký danh sách kèm theo thông tin cụ thể về cơ sở nuôi tôm hùm. Vụ giám sát kiểm dịch động thực vật của Trung Quốc cho biết sẽ gửi cho phía Việt Nam biểu mẫu đăng ký mới thông qua Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc để rà soát, đăng ký đối với các cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi nhận được danh sách đăng ký của phía Việt Nam, phía Trung Quốc sẽ tổ chức kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp đối với các cơ sở nuôi và công bố danh sách các cơ sở của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Trung Quốc trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.